Kính bạch Thầy, do con đi làm về muộn Nên đến 8 giờ tối con mới có thể tụng kinh Nhưng có người nói với con Từ 8 giờ tối trở đi không được thắp hương Vì ma vào nhà <laughs> 8 giờ tối thắp hương ma vào nhà Không biết ai nói cái này à, Như vậy có phải không Thầy à, Bàn thờ tổ tiên nhà con thờ năm chén nước nhưng con thấy trong kinh nói là thời bảy chén à, con có phải thay đổi không ạ à? con kính mong thầy hoan hỉ giải đáp giúp con à, một phân tử gửi câu hỏi có hai ý ý thứ nhất hỏi rằng 8 giờ tối thì không được tụng kinh nữa vì lúc đó tụng kinh mà lên hương thắp hương thì ma nó vào nhà cái này thầy chưa thấy ở trong kinh sách nào nói như thế. Chưa thấy lời Phật dạy, lời tổ giảng nào như thế. Cho nên chắc chắn cái này chỉ là cái người thế gian chúng ta gọi là đồn thổi truyền miệng với nhau mà thôi. Nếu không phải là lời Phật, lời Bồ Tát, lời Thánh tăng, lời tổ sư, lời chư vị cao tăng thạc đức các ngài hướng dẫn và chỉ dạy thì chúng ta cũng không nên tin tưởng lắm vì thế gian pháp thì hôm nay đúng mai có thể sai chỗ này đúng chỗ kia có thể sai tất cả các kinh điển của đức phật ở trong luận tạng luật tạng nói đúng hơn là cả trong tam tạng thánh điển thầy cũng chịu khó đọc sách và nghiên cứu rất là nhiều nhưng mà không thấy trong kinh luật luận nào nói rằng sau 8 giờ tối là không được tụng kinh không được lên hương vì lên hương sợ ma vào nhà vân vân chúng ta biết là chư tăng của phật giáo việt nam chúng ta đặc biệt ở phía bắc này có một cái khóa lễ đó là khóa lễ gì lâm thụy khóa lễ lâm thụy được chư tăng tất cả các hạ trường ở phía bắc chúng ta bây giờ vẫn duy trì và tu tập đó vào cái thời khóa vào lúc 9 giờ đêm lâm thụy à, bài lâm thụy này nhật sắc một thời lâm dạ sắc hôn cù nhiệu nhiệu hữu trùng tăng đồ chi ngoại điểm tha gia trúc bất khẳng hồi nhiên phản kỷ, à, phản kỷ đăng vân vân và cho đến vào kệ niệm Phật và niệm uh, ba chàng uh, Phật hiệu sau đó tứ thánh hiệu Bồ Tát hồi hướng tam tự quy đây là khóa tu khuya của chư tăng ở các hạ trường phía Bắc chúng ta còn uh, các thiền viện ở Trung Quốc và Việt Nam ngày xưa thì người ta còn có thời công phu khuya vào lúc khoảng độ 1 giờ đến 2 giờ sáng nữa cơ. Đấy 11, 12 giờ mới được đi ngủ vừa ngủ chợp mắt được một tí một giờ lại đã thức chúng dậy đi ngồi thiền à, ngồi thiền đến khoảng 3 giờ sáng thì chợp mắt một tí đến 3 rưỡi 4 giờ lại dậy công thu khóa sáng công thu khóa sáng tiếp đấy là các chốn đại tổng lâm các chốn thiền môn ngày xưa à, các tổ các cụ chế định những cái thời khóa là miên mật như thế mục đích là để cho hành giả tu hành không khởi à, lòng tham kể cả đó là tham ăn tham ngủ mà đây cụ thể là tham ngủ dành cái thời gian cho sự uh, tu tập uh, cầu đạo giải thoát mong được uh, giác ngộ ngay trong đời này khỏi phải tái sinh uh, trở lại ở đời sau nữa cho nên uh, Phật tử này uh, nói rằng uh, có người bảo rằng uh, sau 8 giờ không được tụng kinh vì uh, nếu Tùng kinh tháp hương thì ma vào nhà cái này không có lý. Ai nói như vậy đó là lời xàm ngôn Cái lời đó là lời không có căn cứ và tam tạng thánh điển của Đức Phật không đáng tin cậy. và tất cả các phật tử chúng ta nếu ban ngày sáng chiều mà chúng ta bận công việc uh, công ty, công việc cơ quan, công việc gia đình mà phải đến 8 giờ 9 giờ chúng ta mới uh, ăn cơm mới dọn dẹp xong công việc gia đình mới xong thì chúng ta lên một thời khóa 8 giờ 9 giờ thậm chí 10 giờ cũng được nhưng miễn làm sao lúc đó chúng ta chuông mõ khánh thì nhẹ nhàng đừng phát ra tiếng to quá làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của hàng xóm và của người thân trong gia đình chúng ta Đấy, khéo léo ở cái chỗ đó là được chứ còn không có chuyện mà 8 giờ tối ở thắp hương ma vào nhà khẳng định với các quý vị tam tạng thánh điển phật không dạy như thế tổ không giảng như thế cho nên chắc chắn điều đó là gì là phi pháp phi luật phi phật sở chế các quý vị còn ý thứ hai phật tử này à, hỏi rằng à, trên ban thờ gia tiên có thờ 5 à, chén nước như ở trong à, kinh phật lại bảo là bảy à, thời bảy chén thì như vậy có phải thêm không cái điều này cũng không quan trọng các quý vị thường thường là các cụ chúng ta ngày xưa là gì? ba chén 5 chén bảy chén đều được cả thậm chí là gì là một chén cũng được đó. thường ngày xưa các cụ là thờ lẻ chứ không thờ chẵn một ba năm hoặc bảy vân vân đó thì các quý vị cũng à, biết cái điều đó cũng không nặng nề là cứ phải là đủ bảy năm cũng được rồi mà ban thờ mà chật đó thì cũng không cứ là phải năm ba cũng được rồi bây giờ ban thờ chung cư nó bé thì chỉ có mấy chục phân năm sáu chục phân đó rộng khoảng 40 phân, dài khoảng 60 phân hoặc 80 phân, bát hương rồi mâm bồng rồi đổ lễ hết rồi thì chỉ cần một chén cũng được. Đấy, cái này nó là gì? Ở cái thành tâm ở cái tâm thành của chúng ta đối với đối với thần linh gia tiên à, của gia đình chúng ta thờ phụng thôi hay là đối với tam bảo đối với chư Phật Bồ Tát mà chúng ta thờ phụng ở trong tư gia thôi. Không nhất định là cứ phải từng ấy chén mới là đúng. Còn không À, đổ từng ấy chén là thì là sai. Đấy, nhưng mà theo quan, uh, quan niệm của các tổ với các cụ ngày xưa dạy là là cứ lẻ 1, 3, năm hoặc 7. Chứ không thở hai không thở 4, không thở 6. Từ xưa là thường thì thầy đi thị giả các uh, tổ, các hòa thượng. đặc biệt cũng may mắn là thầy ngày xưa là đi học. Là được gần các cụ hòa thượng lớn. Như là Đức Đệ Tam Pháp Chủ này. Rồi hòa thượng Hội Xá này hòa thượng hà vĩ này hòa thượng chùa hương này rồi hòa thượng thanh tứ này rồi một số các hòa thượng lớn ở trong miền nam ra giảng cái lớp học viện nữa cho nên được gần gũi các cụ các thầy những cái bậc long tượng ở trong phật pháp Việt, phật giáo việt nam chúng ta vài chục năm trở lại đây gần gũi các cụ như thế thì thấy là cũng học hỏi được rất là nhiều từ nơi các bậc tôn túc trường lão ấy và đặc biệt là cũng hay đi thị giả các cụ cho nên cái này thì Phật tử cũng không quá nặng nề về cái chuyện là năm hay là bảy năm cũng được rồi ban thờ mà 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 bé bé sinh sinh vừa năm chén là được thì để năm thôi không cứ là phải để bảy thậm chí để ba cũng được trừ trường hợp khi nào chúng ta lập đàn ấy ví dụ chúng ta lập đàn địa tạng hay là lập đàn quan âm hay là đàn phổ môn hay đàn đàn địa tạng đàn phổ môn đàn dược sư à, thì khi đó chúng ta mới phải để cho nó đủ vào bảy đó để đủ vào bảy ví dụ bảy cái đèn bảy chén nước bảy hàng hoa quả vân v, v. À, chúng ta để như thế thì lập đàn đấy như vậy còn bình thường thì thành tâm ba năm bảy đều được cả